mình đi giao tiếp tục cho khách nha mọi người. Bơ đi, bơ đi, bơ. Bơ, 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 bơ. Xe ra, xe ra, xe chiều kia ra. Gần gì em lánh khâu với đây tiệm vàng Đức Hạnh nè mọi người. Đây mình cũng có thời gian để chở hoa cho họ kiếm tiền xanh nè. Thì lên đây thì mình làm đủ kiểu hết, không những chở hoa cho mình còn chở hoa cho người ta. Rồi xong rồi, tạm biệt nha. Chúc xuân vui vẻ. Em bỏ chỗ nào em? Bỏ hai bên này. Đã bỏ trước đầu hè đấy mà. Bật nó xuống đó, em thả ra lẹo lẹo, cứ bật nó xuống đó, chút nữa buộc lại xe không được. Đâu lấy chỗ nhỏ là anh đỡ mấy trước chậu nữa vẫn được mà. Lại bỏ bên này, còn không bỏ bên đỡ tự sắp xếp được, em đẩy cái chậu kia vô trước ấy. À, thấy hả? À, điện tôn đi xe nào đi lên trên kia, đi chợ. Thank you.
cột bên vậy Việt, kéo bên kia. Con cột cột kiểu vậy nó cột kéo á, chỉ cột ngang đi. Đâu cột ngang qua bên kia. Rau rau vừa thao. Uống quá ốm em. Được á, đi anh tì anh tay nữa được á Lập. Đỡ dưới, trở lên. Cột lại cho nó đàng hoàng hay không? Dốc vô cái gì cua vô anh? Dùng nước ra hồ được tụi nó. Không, nó quá mà. Không, em ở nha. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh Lập nha, chúc sinh vui vẻ nha. Chú đi, chú đợi, chú dự á. Vô đi, tải làm chồng đi. Đi dẫn sao đâu? Con chậu thì đi dẫn dẫn. Dạ dạ. Đợi em bỏ bì tí mình quay ra lái. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Không ơn gì vậy? Tiền trao cháu múc hả? Một bì hai chậu hả? Không, Việt Nam mình phải khách sạn chút em. Rồi. Được mà, hai chậu đó nó cân nữa. Kéo nhích dồn chút không sao. Đâu được. Đâu nhích lên chậu đó chứ. Rồi. Chỗ nào rồi em? À bỏ đây. Vô tới rải rồi. Rải đi rồi. À. Để ra mà. Mấy cái lần tu á. À lần tu á. Đỡ hai thầy trò bơ.
xong đi đường bên này đường đấy quẹt kỹ bông hết sao, bỏ đâu treo luôn cho vợ. Cháu con anh thứ 8 á. Con 8 hả? À, con thằng Còi là con bà chị thứ 2. Xây ra nữa không? Đây, đúng rồi, nữa, quang chút nữa. Rồi, ok. Cháu bên này cũng xây nữa tiếp này Việt. Nữa, được rồi. Uống cái cọng kẽm mé bên hông này Việt, nó bị mốt này. Rồi được rồi, anh cảm ơn nha. Chúc Xuân vui vẻ. Xin chào mọi người. Bây giờ mình trên đường giao hoa rồi, về chợ hoa đây. Nó cũng xa, 2 cây số. Thì video của mình đến đây xin kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và cũng xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe và may mắn đã đón một cái Tết thật là an bình. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả mọi người. Ai chưa đăng ký kênh xin đăng ký kênh để ủng hộ mình để xem những video tiếp theo. Chào tất cả mọi người nha.